Em chào các bác nha, chào các bác đã xem kênh Phụ Tùng Đồ Chế Xe. Lời đầu kênh thì em gửi tới các bác thật nhiều sức khỏe. Và hôm nay em cũng về một lô máy 125cc các bác nhá. Đề can của nó ghi 130, nhưng cái thể tích thực của nó là 125cc. Và cái dòng này là dòng hãng của Dinh Xeng các bác nhá. Đó là hàng nội địa, hàng nội địa chung đấy. Và em giới thiệu sơ qua cho các bác tham khảo về cái mẫu dòng 125cc này. Về cái đặc điểm của cái dòng máy này, nó là dòng máy nội địa dùng để các bác chế xe chở hàng thì nó rất là khỏe các bác nhá. Đây, và cái dòng cốt của nó này, cốt nó rất là dài để đảm bảo cho các bác ốp số nồi vào đây thì nó bám được cái độ nhông của nó là rất là dài các bác nhá. Đây. Thường của Ramway ấy thì nó rất là ngắn, nó chỉ ngắn 1/3 của cái này thôi. Về của thằng Ramway thì nó ngắn hơn cái này các bác nhá, nên cái độ bám của cái cốt này thì nó rất là ít, nên cái tình trạng mà hỏng cái cốt này của những cái dòng Ramway thì nó hay hỏng những cái cốt này các bác nhá. Đấy. Vì cái độ bám của nó rất là ít. Và cái thằng này thì nó rất là dài đây. Một đốt hơn một đốt ngón tay. Đấy. Dòng này thì nó đặc điểm của nó là giống thằng rim các bác nhá. Đấy. Về cốt treo máy thì nó giống hệt của Ramway các bác nhá. Đấy. Cũng là hai cốt đây, hai cốt treo đây. Máy là đặc điểm của nó là bốn số tròn, đây 1, 2, 3, 4. Khi các bác đi trên đường, các bác đều có thể về được mo các bác nhé. Đấy. Cái đặc điểm của thằng máy này rất là hay như vậy. Khi các bác chạy trên đường, các bác cũng có thể về được mo. Đấy. Rất là hay. Và đây là cổ hút đây. Đấy. Và đây là củ đề các bác nhé. Và đây là buji các bác nhé. Đấy. Thể tích nhớt của nó là 800ml các bác nhé. Đấy. Nó là hãng Dinh Xeng. Được dập in vào bên trong các bác nhé. Đấy. Máy là máy mới 100%. Đấy. Khi các bác nhận hàng thì các bác nhận được một cái thùng như này các bác nhé. Đây, nhận được một cái thùng như này. Đấy. Bên trên là phao xốp này, bên dưới cũng là phao xốp này. Rất là chắc chắn, khi gửi đi cho các bác thì rất là chắc chắn các bác nhé. Đấy. Có phao xốp giữ cho các bác nó được tránh va đập các bác nhé. Đấy. Về máy thì bên em bảo hành 1 năm cho các bác sử dụng. Nỗi do nhà sản xuất thì bên em đổi trả cho các bác. Và những cái dòng máy này thì bên nhà máy thì họ đã test nổ khi gửi đi các bác nhé, nên các bác cứ yên tâm. Và những cái dòng máy này được rất nhiều các bác săn đón trên thị trường để các bác chở hàng. Đấy. Máy thì bao khỏe cho các bác sử dụng. Máy thì có in dập nổi của số số mã máy, về tem vạch đầy đủ cho các bác, có cả mã vạch cho các bác check. Đây là cuộn điện lên này. Các bác quan tâm sản phẩm thì các bác liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên video của anh nhé. Em chào các bác.